Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng kênh điện tử Tanita KD 187 anh chị ha. Chúng ta đặt cái kênh mặt bằng ổn định kiên cố nè. Chúng ta tắt hết quạt gió xung quanh đi, sau đó chúng ta bấm phím bên phải để cân nó khởi động. Trong thời gian khởi động cân thì chúng ta không chạm tới đi cân ha. Đến khi nào mà cân hiển thị zero như thế này thì chúng ta yên tâm là chúng ta cân rồi đó. Ví dụ như trong sản xuất kinh doanh chúng ta cân định lượng một cái cuộn băng keo mẫu thì chúng ta đặt cái cuộn băng keo lên và cân hiển thị 195 g. Như vậy chúng ta xác định được trọng lượng của cái cuộn băng keo này là 195 g. Rồi, quá trình cân hàng của cái cân Tanita KD187 nó đơn giản vậy thôi anh chị ơi. Nếu mà anh chị dùng cái cân này trong nhà bếp hoặc là để cân tổ yến, hoặc là cân bột, cân dung dịch hay là cân đường thì chúng ta có thể đặt lên cái cân này một cái tô. Sau đó chúng ta sẽ bấm cái phím bên phải này để trừ bì cái trọng lượng cái tô anh chị ha. Bấm thì cân nó lập tức trở về zero. Sau đó chúng ta đổ bột dung dịch tiêu lên như thế này thì cái số mà nó hiển thị trên màn hình này chính là trọng lượng của tiêu thôi, chứ nó không tính trọng lượng của cái tô này nữa. Chứ chức năng này gọi là chức năng trừ bì anh chị ha. Rồi, để tắt cái cân này thì đơn giản lắm, chúng ta bấm phím bên trái là cân nó tắt ngay. Cân này sử dụng hai viên pin tiểu, cho nên nếu anh chị không sử dụng trong thời gian lâu thì anh chị hãy lấy cái pin tiểu ra để cân nó được bền hơn. Trong thời gian sử dụng cân mà nếu anh chị gặp khó khăn gì cần sự hỗ trợ thêm thì anh chị cứ gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833, thì kênh tự gia phát sẽ lắng nghe và hỗ trợ anh chị nhanh nhất có thể ạ. Cảm ơn anh chị nhiều ạ.